Sơn Sẻ 88 xin chào các bác. Trong bây giờ Sơn 88 tiếp tục review cho các bác mẫu Peter Hunter bản R8000. Thì hôm trước em đã review cho bác đó là bản R7000. Bây giờ em sẽ review tiếp cho bác bản R8000 với thiết kế khung nhôm khung carbon truyền thống là Shimano Uteca R8000. Túi đĩa là Retropack DLA cộng in carbon, ghi đông là ghi đông nhôm Peter. Thì bản này Sơn 88 đã giảm cực sốc, chỉ cho 5 bác duy nhất đặt mẫu xe này sớm nhất. Chỉ có 5 bác duy nhất đặt mẫu xe sớm nhất, em sẽ giảm giá từ 24 triệu đồng xuống chỉ còn 18 triệu đồng. Các bác thấy đấy, 5 người đầu tiên sẽ được giảm giá thêm 2 triệu. Thì các bác nhanh tay alo trực tiếp hotline 0933522186 để hàng mẫu xe này. Hoặc truy cập website xe88.vn để biết thông tin chi tiết về mẫu xe này. Bây giờ em sẽ review chi tiết cho bác xem cấu hình của chi tiết đặt Peter Hunter 1/2 R8000 mã là Hunter Uteca R8000. Đây là mẫu Peter Hunter bản Utera R8000. Với màu của em hiện tại đang có đó là màu ghi xám. Màu này em nói thật là các bác nhìn ngoài các bác nhìn mê luôn. Đây là màu ghi xám. Màu này là màu mới nhất hiện nay. Chưa có mẫu Titer T10 nào ra màu này. Và đây là màu đầu tiên dòng Titer Hunter đặt chân đến Việt Nam tại shop xe đạp 88 đã có màu ghi xám. Bên em nhập đủ màu của dòng này có 8 màu. Em sẽ review lần lượt cho các bác xem từng màu trong xe này. Thì thiết kế của xe thì khung là khung carbon, khung carbon dây điêm sườn, dây điêm sườn đấy. Các bạn nhìn dây điêm sườn nó ra từ đây luôn, rất là tiện. Ngoài ra xe sử dụng bộ chuyển động Shimano Uteca R8000, đùi đĩa là Retropack DRA 5034T, dòng cơ bản nhất. Củ đề sau là Uteca R8000, nip sử dụng nip Shimano Uteca 11 tầng nip, xích sử dụng xích IBN. Ngoài ra xe sử dụng vành nhôm Retropack và xăm lốp của xe sử dụng xăm lốp Utera Sport, chân van chuẩn Titer luôn các bạn, chân van chuẩn Titer luôn. Củ phanh thì sử dụng vành Retropack, cọc yên là cọc yên Titer carbon, yên là in Titer da mềm. Bô tăng của xe sử dụng bô tăng Titer này, bô tăng Titer, ghi đông là ghi đông Titer nhôm. Còn tay đề sử dụng tay đề Utera Sport. Của phanh trước sử dụng xanh Retropack này, càng là càng carbon. Mayer là Mayer Titer, à Mayer Retropack không nhé. Xin lỗi các bác, đây là Mayer Retropack với mở khóa nhanh và cốt chủ yếu là cốt chủ đúc rốc bằng đạn. Đây là tổng thể chiếc Titer Hunter, Titer Hunter 1/2 R8000, giá cực sốc cho 5 bác đầu tiên đặt xe này. Nên các bác nhanh tay alo trực tiếp hotline 0933522186 để hàng mẫu xe này. 18 triệu đồng duy nhất cho 5 bác đầu tiên đặt mẫu xe này. Đây là giá cực sốc luôn. Chưa bao giờ với em giảm giá cực sốc để nhằm kỷ niệm hàng về lần đầu tiên lại đặt có tại mặt tại Việt Nam. Giảm giá hẳn 2 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. 24 triệu đồng giảm xuống 20 triệu đồng. Bây giờ giảm tiếp cho 5 bác đầu tiên là xuống còn 18 triệu đồng. Nên các bác nhanh tay alo trực tiếp hotline 0933522186 đang là mẫu xe này. Đây là màu ghi xám các bác nhé. Nó có đầy đủ màu trắng, trắng đỏ đen tuyền, đầy đủ tất cả các màu các size. Đây size của xe các bác này, size 48 này. Nếu bạn nào nhu cầu mua xe alo trực tiếp online bên em 0933522186 hoặc truy cập website xe88.vn. Cảm ơn các bác đã xem video.